Hay chợ thứ hai cũng vàng mình vớt luôn nha, ngon luôn mà. Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn, lại là mình đây. Ngày mới chúc cô chú anh chị và các bạn vui vẻ, có thật nhiều sức khỏe. Hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ món bánh chuối chiên. Nếu cô chú anh chị và các bạn yêu thích món này, hãy vào làm cùng mình. Trước khi vào làm, cô chú anh chị và các bạn tặng cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bây giờ mình làm thôi. Đây là nguyên liệu của mình. Bữa nay mình sẽ chiên chuối cao nha các bạn. Bữa nay mình sẽ chia sẻ cách này cho các bạn làm đơn giản nhất. Mình có nải chuối cao, một chén bột gạo, một chén nước lạnh, và mình có mè, một miếng chanh và để chút xíu muối và 2 muỗng đường cát. Và bữa nay mình sẽ cuộn vô bánh tráng nha. Khi pha bột mình thắng nước màu đường nha các bạn. Đây là 2 muỗng đường nè, mình để vào chảo. Đây chén nước của mình nè, mình để vô một chút nha. Rồi mình dặn lửa lên, mình thắng cho nó hơi vừa vàng là được quá. Hơi vàng vậy mình tắt lửa luôn các bạn, hơi vậy là được, đừng có để cho khét, khét lên màu không có đẹp. Đây mình để cho hơi hạ lửa xuống, xong rồi mình để nước này vào các bạn, để từ từ vào, dễ dằn lắm. Giờ mình sẽ đi pha bột luôn. Đây mình để chén bột gạo này. Mình chia sẻ cách này cho các bạn pha cho nó dễ. Nước nè, mè, mình để một miếng chanh nhỏ nha các bạn. Cái chanh này mình làm cho cái bánh nó giòn các bạn, miếng nhỏ thôi. Mình sẽ để chút xíu muối nha. Còn nước đường của mình chế vào hết luôn, rồi xong ngay, rồi mình quậy đều là được. Mình có nước màu đường để lên màu đẹp mà, mình không có nước màu đường thì mình làm bột nghệ cũng được. Đây mình quậy đều như là được các bạn, rất dễ luôn. Mình chia sẻ cách này cho cả nhà mình ai cũng làm được hết. Bây giờ mình sẽ lọc chuối nha các bạn. Chuối cao, bữa nay mình chiên chuối cao. Chuối cao này nè, mình chiên mình không có cuộn bánh tráng á, dễ bể lắm mà. Tại vì chuối cao này giòn, không có độ dẻo. Đây mình đã lọc xong, bây giờ mình sẽ đi ép chuối. Đây mình sẽ quấn vô cái bịch nha các bạn. Cái này mình ép nhỏ nhỏ, mình ép vừa vừa được. Mình không cần ép cho nó mỏng nha. Mình ép như vậy nè, hơi hơi vậy là được. Đây mình đã ép xong. Đây mình có tô nước nè bạn, mình thấm nước sương sương nha, cho nó dễ cuốn nha. Đây loại bánh tráng này, bánh tráng nhúng nước các bạn, giòn. Mình để miếng chuối vào. Đó. Xong mình sẽ cuốn lại. Xếp lên rất dễ luôn, xếp qua đó. Xong ngay. Đây mình đã cuốn bánh tráng xong, bây giờ mình sẽ chiên luôn. Đây mình để vào bột này. Làm cách này dễ lắm bạn. Nhìn gọn. Đây mình bắt chảo dầu lên sẵn nóng luôn nữa bạn, xong mình sẽ để vào nha. Đây mình chiên hơi vàng rồi mình nhúng lại cái nha các bạn, cho nó ngon, cho giòn lâu một chút. Đây
có cái màu rất đẹp luôn mà. Để vào đây, để gần này, đúng rồi, cái gì làm món này rất dễ luôn và rất nhanh. Tròn vo như ổ bánh mì. Cái này mình vớt được nha bà. Nó giáo. Quá phần rồi. Mình thả chảo thứ hai rồi mình làm tương tự vậy cho hết luôn nha bà. Đây chảo thứ hai cũng vàng mình vớt luôn nha. Ngon luôn mà. Đây mình đã vớt ra xong các bạn ơi, mình để cho nguội vậy nè. Đây, mình có cắt ra hai miếng nữa bạn. Bọn thang. Đây, cái bánh này siêu to luôn. Siêu to luôn các bạn ơi. Đây, cái này mới siêu to dữ nè. Trồng vô. Trồng vô luôn các bạn ơi. Đây, mình cắt cho các bạn ngang cái nữa nha. Giòn cái vậy đó, giòn ghẹo ghẹo rồi. Đây rất ngon luôn ạ. Bọng than. Bên bọng, bên không bọng. Đây mời cô chú anh chị bạn thưởng thức cùng mình nha. Đó, giòn. Quá ngon, quá giòn. Cả nhà cứ pha bột y như mình là thành công ngay lần đầu luôn các bạn. Rất dễ luôn. Cái này nè, mình pha bột nhìn nè, mình chiên chuối bán luôn các bạn. Pha y như mình đó là thành công à. Nó giòn dẻo dẻo đó. Quá ngon. Mình làm mình chia sẻ nhiều cách cho các bạn. Các bạn phải áp dụng theo cách nào làm được thì các bạn cứ làm nhé. Còn cách này là dễ nhất luôn. Mình làm cách nào cũng dễ chứ các bạn. Thôi mình dừng clip tại đây luôn nha các bạn ơi. Bye bye các bạn. Nếu các bạn yêu thích mình, hãy tặng cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Bye bye. Hẹn lại các bạn. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe. Bye bye.